Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim đêm trên toàn cả nước. Ngày nay thì xin giới thiệu cho anh em là về cái mẫu lưới đánh trích và đánh gà. Đánh trích đánh gà thì sử dụng chung một cái mẫu lưới, đó là mắt lưới 8 phân. Còn sợi lưới thì sẽ là sợi 19. Sợi 19 đánh thì nó bám gà và bám trích rất là tốt. Bởi vì hai con chim này cái ưu điểm của nó chèo rất là cao. Đối với anh em đánh sợi to thì thường thường là nó sẽ chèo mất. Còn về mẫu lưới này, anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên cơ sở em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Giới thiệu tên lưới, nó là tên lưới Hải Lợi cước chân xanh. Đối với lưới này thì chống chạy mắt rất là tốt, và cái thứ hai nữa là sợi cực kỳ là dai, đó rất là dai búng thoải mái anh em. Đấy, lưới này thì chiều cao của mắt lưới của nó là 100 mắt, tính từ phần dưới dây diềm dưới cho tới là dây diềm trên là 100 mắt. Đấy, 100 mắt anh em nhé. Đấy, khi thu vào làm rồi đấy còn tùy thuộc vào chiều khoang, ví dụ như là thường thường thì nhà em sẽ chia cho anh em là rơi vào tầm khoảng độ tầm 60. Đấy thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 3 mét nhé, hơn 3 mét một chút. Đấy, hoặc là hơn 60 một chút. Đấy, còn ví dụ mà anh em nào mà muốn khoang nó nhỏ hơn ấy thì cái dây léo kìa, dây léo chỗ cọc ấy, thì anh em có thể là thu bớt lên. Đấy thì cho miệng nó mở vừa. Ví dụ như thời điểm này đánh gà ấy thì thường thường là sẽ mở miệng ở tầm khoảng 55. Đấy. Và nào vụ tháng 8 thì anh em cứ mở tự do, bởi vì tháng 8 đa số chim non nó chưa vào lưới, nó rất là rốt. Rồi, lưới thì ok anh em ạ. Lưới này thì bên cơ sở là làm ra anh em nhé. Đấy, sản xuất tại nhà, nó ra giá cả rất là rẻ. Một treo lưới 100 mét như thế này nó chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi mà bao chạy mặt cho anh em. Đấy, và cũng như là khi chim vào thì độ đóng lưới rất là cao. Còn đây là như ví dụ như đây là cánh 100 này. Đấy, đánh cũng tùy từng địa hình, ví dụ địa hình bãi của em thì em đánh vụ này rơi vào 400 mét lưới. Đấy, ví dụ như tay này là 100 mét này, tay này 100 mét là 2 này, tay bên 100 mét là 3 này, và đằng sau nữa. Đấy, đằng sau khu vực đây còn một treo nữa. Đấy, ok anh em. Đấy, còn nào về lưới này thì anh em khi mua ấy, thì được kiểm tra hàng nên là anh em yên tâm. Đấy, giới thiệu thực tế cũng như là đánh ở trên video thì anh em biết rồi. Đó, chim dính vào thì ok. Đấy, còn nhiều cơ sở thì người ta có thể là nhập lưới bên cơ sở em hoặc là tất cả cơ sở khác, người ta về người ta chỉ giới thiệu mồm thôi, người ta không biết lưới nào đánh con chim gì, đâm ra là khi anh em mua về là hay bị nhầm lẫn. Đấy, còn bên cơ sở em là khi anh em mua lưới sẽ tư vấn đầu tiên là sẽ hỏi anh em đánh con chim gì. Đấy, ví dụ anh em bảo đánh tổng hợp thì thực sự mấy anh em là chả có lưới nào đánh được tổng hợp cả. Đấy, thường thường thì nó sẽ chỉ được tầm khoảng 2-3 con chim trên một mẫu lưới thôi. Đấy, ví dụ lưới 8 phân này thì anh em đánh là cái thứ nhất là trích này, cái thứ hai nữa là gà, cái thứ ba nữa là sâm, đấy, vịt le, đấy, anh em đánh được. Đấy, còn ví dụ như mẫu lưới 7 phân bảo đánh tổng hợp thì xin lỗi nhé anh em nhé, nhầm đấy. 7 phân thì thường thường là sẽ đánh tu hú, đánh quốc ta, đánh trích được, nhưng mà trích nó vẫn trèo ác. Với cái lưới đấy thì nó đóng nó không khóa con chim mạnh anh em. Đấy, anh em mà cứ đánh con chim gì thì điện đến, đâm ra là em hay hỏi mà anh em đánh chim gì, nó tư vấn anh em kỹ. Mua lưới về sử dụng đánh làm sao cho hiệu quả. Ví dụ lưới 7 phân mà gà, anh em đánh gà thì tỷ lệ được thì chắc nó chỉ rơi vào số phần trăm lẻ thôi. Đấy, ví dụ 100% thì anh em may ra được 10-15% là được. Còn thường thường không nó sẽ treo hết. Còn về những cái mẫu lưới đánh chim nhỏ, ví dụ như là lưới mắt đỏ chẳng hạn, thì là sử dụng lưới mắt 4/8 sợi 13 thì anh em sẽ đánh được mắt đỏ, mắt xéo, tràng nghịch. Đó. Đấy, những con chim con. Còn lưới rẽ run thì anh em đánh được rẽ run này, rẽ đuôi xòe, rẽ hú, cũng như là con te vàng. Đấy, thì những cái mẫu lưới nào đánh được con chim gì thì thường thường là em sẽ tư vấn kỹ cho anh em như thế. Ở bên cơ sở em là bán tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim. Anh em nào có nhu cầu mua mẫu lưới nào thì liên hệ cho bên cơ sở em qua số điện thoại để góc màn hình video. Là bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.